vị đến với chương trình Yêu Là Chọn Let Kim My. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng trên khung giờ rất quen thuộc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị hãy nhớ luôn luôn đón xem nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được gỡ hai vị khách mời, đó chính là Yumi và Ngọc Trai. Chào em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Dạ, em tên Trâm, hiện tại thì em đang làm việc ở trên Sài Gòn và công việc của em là bên Telesale ạ. Chào em. Dạ, em chào anh Tùng. Dạ, em tên là Vi nha anh Tùng. Dạ, Thúy Vi. Em chào anh, em tên là Trâm Anh, em 28 tuổi, hiện em đang là kế toán. Anh nghĩ là anh với em á sẽ giữ cái mối quan hệ bạn bè với nhau. Dạ. Ở tuần trước thì chúng ta phải nói lời tạm biệt với bạn Ngọc Trâm với khá nhiều bất lợi và cũng như là nhiều điểm chưa được tương đồng cùng với Thanh Tùng. Chờ đón xem với hai ứng cử viên còn lại thì theo Yumi, dự đoán của em, cô nàng nào sẽ giành chiến thắng cuối cùng? Em vẫn có một cái cảm giác rất là tốt với bạn áo trắng. Tại vì thứ nhất là bạn ấy thì hôm nay cũng mặc áo trắng nè. Bạn Trâm Anh thường thì kế toán á, người ta sẽ hơi dính dáng tới nhiều con số và đôi khi cái công việc đó nó hơi bị chán một tí xíu tại vì số không à. Nhưng mà đối với bạn ấy thì em thấy được một cái năng lượng rất là khác. Bạn ấy có vẻ như là rất là tập trung vào nhân vật chính. Bạn ấy hỏi những cái mà nó xoay quanh cái anh chàng này để tìm hiểu thực sự và em có cảm giác rất là tốt. Em nghĩ là bạn ấy. À, còn trai. Trai. Suy nghĩ của em là cũng tương đồng với lại Yumi. Tại vì bây giờ nói thẳng là một điều thôi, là cái bạn áo trắng tuần trước á là đẹp nhất trong cả ba bạn. Giờ nói thẳng luôn á là đẹp nhất. Dạ. Cho nên là nhìn vào là sẽ chọn cái bảo trắng đầu nhưng tiên. Nhưng mà chị Tường thì lại thấy là Thúy Vi ok hơn. Thì đó thì là mỗi người mỗi tính thôi. Tại vì chị là phụ nữ thì chị sẽ suy nghĩ khác. Nhưng còn mà em chị... là đàn ông em sẽ suy nghĩ khác. Thế nhưng mà chị Tường cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc tiên đoán những điều này rồi. Xem có thay đổi, có chuyển biến tâm lý không? Dạ. Nhưng mà nếu như nhìn vào cái khách quan bên ngoài chưa có tìm hiểu gì nhiều, là nghe nói sơ sơ tự giới thiệu thì ai nói không được. Vấn đề khi tiếp xúc người ta thể hiện như thế nào. Thì với cảm riêng của chị Tường thì nếu là anh này thì chị Tường sẽ chọn cô Thúy Vi. Còn Hoàng Rapper thì chưa biết được kết quả cuối cùng nên hồi hộp quá. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Bây giờ thì trong không gian lãng mạn của Garden Mall, thì anh với lại hai bạn sẽ có những cái hoạt động ngoại khóa để mình có cái thời gian mình gần nhau hơn. Mình sẽ có những cái khoảnh khắc trải nghiệm tìm được cho mình một người phù hợp nhất, nên anh hy vọng là chúng ta cứ thoải mái với nhau đi, mình cứ xem nhau như là bạn, và lúc đó thì cái quyết định của mình á, dù nó như thế nào á, mình cũng vẫn thấy vui. Dạ. Đó. Em hy vọng chúng ta sẽ có được một buổi vui vẻ với nhau cùng ba người. Bây giờ anh sẽ có những cái câu hỏi cho các bạn, những câu hỏi đơn giản thôi, nhưng mà để xem thử bạn nào có thể phán đoán được những cái sở thích của anh. Dạ, đúng. Câu hỏi đầu tiên trong trò chơi hiểu ý thì anh muốn hỏi hai bạn là món ăn nào trong hai đáp án sau là món ăn anh yêu thích nhất. Một, cà ri. Hai, bún hải sản. Mời hai bạn đưa ra đáp án của mình. Sáng. Mời hai bạn bước ra một bước. Anh đó thì anh rất thích ăn bún hải sản. Và cái món sở trường của anh đó là những món liên quan đến hải sản. Với lại món cà ri á thì do cái bụng của anh nó không tốt nên anh cũng hạn chế ăn món đó lắm. Do nó có nước cốt dừa nó khó tiêu. Chúc mừng hai bạn. Câu hỏi thứ hai trong ba màu sau đây, màu nào anh sẽ thích nhất? Một, màu đỏ. Hai, màu xanh lá. Ba, màu xanh biển. Đưa hả chị? Về đáp án câu này, màu đỏ là lựa chọn đúng. Tại vì anh thì anh mạng hỏa. Với lại anh á, mỗi khi mà tiếp xúc với màu đỏ, anh cảm thấy là nó có cái sự ấm áp, nó có cái sự nhiệt huyết trong đó. Nên anh thích màu đỏ. Em bước ra một bước nha. Rồi,
qua câu thứ 3 trong trò chơi hiểu ý, thì anh hy vọng là câu này bạn Vi sẽ cố lên. Thể loại phim yêu thích nhất của anh là gì? 1. Phim tình cảm. 2. Phim hoạt hình. 3. Phim hành động. Chúc mừng hai bạn, câu trả lời chính xác của anh là phim hành động. Anh thì anh rất thích những bộ phim hành động, nhất là những bộ phim mà có diễn viên Thành Long, rồi như phim Mỹ thì có anh Tom Cruise, thì đó là những thần tượng của anh. Tham gia trò chơi với anh Tùng và chị Trâm Anh thì mình có cảm giác như là anh Tùng và chị Trâm Anh á, sự thấu hiểu với nhau hình như nhiều hơn mình. Ra thì những câu trả lời của mình là những câu mà xuyên trong suy nghĩ của mình luôn, là rất thích ăn bún hải sản và mình thích màu đỏ. Thì mình không ngờ anh Tùng cũng có chung sở thích với mình. Bây giờ á, người chiến thắng á sẽ có một cái món quà nhỏ của anh tặng. Thì Trâm Anh nhắm mắt lại đi, anh tặng quà nha. Thì cái nụ hôn đầu tiên của anh Tùng dành cho chị Trâm Anh á là mình giống như có cái gì đó sao sao á, khó tả lắm kìa. Được anh Tùng thưởng cho một nụ hôn trên má thì lúc đó là mình rất là bất ngờ, không ngờ là anh ấy lại hôn mình. Anh thấy cũng ngại lắm nhưng mà thấy cũng thích thích. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi thứ hai. Thì anh hy vọng rằng trong trò chơi thứ hai này thì Vi sẽ cố gắng, đúng không? Dạ, cố lên để mà mình chiến thắng. Thì cái thử thách này nó hơi khó, là mình sẽ có ở đây tổng cộng là 6 cái bánh ống. Dạ. Mỗi bạn sẽ ăn hết 3 cái bánh ống cùng với anh. Đó, thì khi mà bạn nào tham gia thử thách với anh thì bạn còn lại sẽ bấm giờ. Sau khi mà kết thúc thì xem là bạn nào sẽ có cái thời gian ăn nhanh nhất, để thử cái sự phối hợp ăn ý giữa anh với lại các bạn. Rồi, em sẽ bấm giờ chứ. Bây giờ em, anh hy vọng là vòng này em sẽ chiến thắng. Rồi, chuẩn bị bấm giờ nha em. Ok, anh đếm tới 3 nha. Ok. 1, 2, 3. Mình có cảm xúc giống như là anh Tùng có cái gì đó như là muốn cố gắng với mình á, tại vì hai vòng rồi á là mình thua. Xong rồi. Ok. Anh xem thử em. 1 phút 38 giây. Rồi, anh chụp màn hình lại nha. Rồi, bây giờ đến lượt em bấm giờ nha. Rồi, chuẩn bị nha em. Anh đếm tới 3, em bấm giờ giúp anh nha. Dạ. 1, 2, 3. Qua trò chơi thứ ba thì đó là cái trò mình ấn tượng nhất về anh ấy, vì thực sự là ăn 3 cái bánh rất là khó khăn đối với anh ấy, nhưng mà anh ấy cũng đã hoàn thành chung với mình. Rồi, bây giờ anh sẽ kiểm tra bạn Vi. Đầu tiên là 1 phút 38 giây. Còn bạn Trâm Anh là 1 phút 24 giây. Dạ. Người chiến thắng là bạn Trâm Anh. Thì bạn Trâm Anh có quyền đưa ra cho anh một đề nghị và anh sẽ cố gắng làm theo cái đề nghị của em. Em muốn cảm nhận tình cảm của mình xem như thế nào, hay em muốn ôm anh một cái từ đằng sau? Được em. Bây giờ anh quay lại. Có cần nhắm mắt không em? Dạ không cần đâu anh. Thì lúc đó đó là thực sự cái cảm giác nó bồi hồi lắm. Cái cảm giác nó
rất là thích. Chán cơn tình yêu đang nghiêng hẳn về cho Trâm Anh. Đúng rồi. Và bạn Thúy Vi thì đang có nhiều bất lợi quá mà nhìn thấy thương thương sao. Nhưng mà bây giờ thấy rõ ràng là anh Tùng anh có nghiêng hẳn về Trâm Anh rồi. Chơi hai game được hết. Hai bạn thì giờ chắc là vẫn giữ cảm xúc của mình là đúng thôi, đâu có gì nữa đâu. Dạ, anh đúng nghĩ không? Là dạ, cũng có cái gì đó rất là có duyên với nhau đó. Theo như trai nói ban đầu có số cụ thể ấy. Hiện tại bây giờ vòng đấu đã nghiêng cắn cân về phía Trâm Anh đúng không quý vị? 30 chưa phải là Tết. Rồi, vậy thì xem tiếp đi. Hôm nay đến với chương trình đó thì anh cũng có một cái điều bất ngờ. Anh muốn giới thiệu với Trâm Anh và với Vi. Dạ. Thì hôm nay khi mà anh tham gia chương trình đó thì có dẫn theo chị hai của mình. Hả? Em bất ngờ lắm hả? Dạ vâng, em rất bất ngờ. Tại lần đầu tiên lên TV á nên anh rung lắm. Đây chào là chị gái em. Chị là chị hai của Tùng. Dạ. Cảm xúc của mình á khi mà anh Tùng giới thiệu chị hai của anh Tùng, lúc đầu bình thường nha, sau tự nhiên cái tim đập đập giống như là gặp cái người lớn của gia đình bạn trai hồi đó vậy đó. Trong anh nhà em đông anh chị em không? Em có hai người anh ạ. Em là con út. Út hả? Dạ. Lúc mà chị gái anh Tùng xuất hiện thì mình thật sự rất là bất ngờ. Mình không ngờ là anh Tùng lại chị anh Tùng lại đi theo anh Tùng và quan sát. Vậy thì mình không biết là chị có suy nghĩ gì mình, nhưng mà mình hy vọng là chị sẽ có những suy nghĩ tốt về mình. Còn em? Dạ, nhà em có ba anh em. Em còn một người anh với một đứa em nhỏ đó chị. Theo các em thì các em quan niệm như thế nào về cái việc mà làm dâu? Ví dụ như lập gia đình thì các em có thích làm dâu, có thích được ở trong cái gia đình mà đông nhiều thế hệ không ạ? Thật sự thì theo quan điểm của em thì em thích ở riêng hơn là làm dâu. Thì giống như là lâu ngày gặp nhau thì cái tình cảm nó dạt dào hơn là lúc nào cũng gặp mặt đó chị. Em cảm nhận là gặp mặt nhiều thì sợ cái sinh hoạt hàng ngày của mình sẽ gây ra mâu thuẫn mà mình không muốn. Ở xa mỗi chân, ở gần mỗi miệng đúng không? Dạ đúng rồi, mình có thể ở gần cha mẹ nhưng mà vẫn có nhà riêng, rồi mình hay qua lại hai gia đình. Thì em nghĩ như vậy là tốt hơn. Dạ, còn theo em á là chuyện làm dâu hay không là không quan trọng. Dạ. Chủ yếu là cái cách cư xử giữa bên chồng với lại con dâu. Nếu mà hòa hợp á thì ở chung thì nó hay. Còn ví dụ như là có cái sự gì đó, ví dụ như xuất phát từ gia đình chồng nha, thì hai chồng có thể ra riêng. Còn trường hợp mà từ con dâu á thì chồng nên ấy lại. Nói chung là tùy tình hình. Dạ tùy. Thế chị thì làm dâu hay không á, ở chung với đại gia đình hay không á thì cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là các em thường thường là mấy em lập gia đình rồi thì biết quan tâm xem bố mẹ bên chồng giống như là bố mẹ của mình. Nói chung là biết quan tâm, chia sẻ thì chị nghĩ điều đó là rất là tốt. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Về cái sự chia sẻ của chị. Cảm ơn các em. Lúc mà gặp chị của anh Tùng thì em cảm nhận chị ấy là một người dễ gần và em cảm thấy mến từ cái nhìn đầu tiên đối với chị ấy. Hy vọng mà mối quan hệ này sẽ diễn ra tốt đẹp. Mà khi nói chuyện tiếp xúc với chị á, khi chị chia sẻ về việc làm dâu này kia thì mình thấy như chị gần gũi như chị hai là chị dâu của mình vậy á. Sau khi mà tiếp xúc với hai bạn nữ á thì chị hai thấy sao? Chị thì chị thấy về ngoại hình thì hai bạn nào cũng dễ thương, và tính cách thì cũng nói chung là cũng bộc lộ khá rõ. Bạn thứ nhất á là bạn Trâm Anh á, thì bạn nói rõ cái quan điểm của mình là không thích ở chung với đại gia đình lắm. Nhưng mà chị nghĩ cái quan niệm đó cũng không có gì sai hết á. Với lại gia đình mình thì cũng không có quan trọng là có làm dâu hay không. Còn bạn thứ hai thì có vẻ dễ hơn về cái vấn đề đó. Nhưng mà chị thấy bạn thứ hai thì hơi rụt rè hơn. Đúng không? Em có thấy vậy không? Rồi em sẽ cân nhắc cái quyết định của em. Dạ. Em cảm ơn chị hai. Không có chi. Chào em. Dạ, chào anh. Cái cảm giác của em hiện tại như thế nào? Em có chút xíu nào đó là rung động nhẹ. Rung động nhẹ. Nhẹ chứ chưa được mạnh ha. Dạ, tại lúc đầu á cũng ấn tượng với anh, nhưng mà khi em cũng nghỉ trưa mình thấy anh có hút thuốc. Mà em á thì đặc biệt là em không thích nam hút thuốc. Dạ, bởi vì giống như vậy cái cảm xúc em nó bị giảm dần. Mỗi người thì ai cũng có cái tật xấu của mình. Thì anh á thì có cái tật á là
anh biết hút thuốc, anh cũng biết uống bia uống rượu. Rồi tại vì trong cái môi trường làm việc của anh á thì cần phải giao tiếp nhiều, với lại công việc của anh thì đôi khi nó áp lực nên anh cũng sử dụng thuốc lá nhiều, bia rượu thì ít. Anh cũng cảm ơn cái suy nghĩ của em. Thì anh sẽ hạn chế lại và anh sẽ bỏ luôn. Thì như vậy trong những cái mối quan hệ giao tiếp á nó sẽ tốt hơn. Dạ. Cảm ơn em. Nhưng mà nếu như á mà để đi tới một cái cuộc hẹn hò sau chương trình này thì em nghĩ như thế nào? Sao thì em cũng mong là anh chọn em. Cảm ơn em. Bây giờ anh có thể ôm em một cái được không? Dạ được. Tim đập. Mình là tim còn đập. Đập nhiều hơn. Cảm xúc của em như thế nào? Nói chung là tại lâu quá. Lâu quá mới được trai ôm vậy. Rồi cảm ơn em. Dạ. Em chờ anh chút xíu nha. Mình tự tin về á, giống như là cái sự vui vẻ của mình có thể làm anh ấy thay đổi hay sao, có thể anh ấy chọn mình. Anh chào em. Em chào. Sau một ngày thì anh cảm nhận sao ạ? Anh hả? Anh cảm nhận sao về em? Theo như anh nhận xét thì anh thấy em là một người con gái rất là thẳng thắn, có cá tính và em dám chia sẻ những cái quan điểm thật của mình. Em không biết là em một người rất là thẳng, em có sao em sẽ nói vậy chứ. Nếu mà em nghĩ là cuộc sống cũng ngắn ngủi, mình nên sống thật với bản thân của mình. Như lúc nãy em có chia sẻ quan điểm của mình đó. Dạ. Thì nếu như sau này á mà trường hợp mà ba mẹ anh già yếu mà anh với em á sau này nếu như mà mình đến với nhau, mình cưới nhau đi đó, thì em có đồng ý về làm dâu hay không? Thật sự thì em vẫn nghĩ là mình sẽ ở riêng. Nếu mà ba mẹ anh già yếu thì mình có thể dọn về sống chung để chăm sóc hai bác. Vì thật sự là cha mẹ là người quan trọng, không có cha mẹ thì không có mình ngày hôm nay. Đúng rồi. Thì chắc chắn một điều rằng á là anh sẽ coi ba mẹ ở bên vợ á là cũng như ba mẹ ruột của anh. Tại vì á cái ơn sinh thành dưỡng dục á thì cái đó là đạo lý rồi. Dạ. Đó, thì anh cảm ơn em. Dạ. Anh muốn nắm tay em. Tay anh rất ấm. Em rất thích một bàn tay ấm. Thì anh cũng chưa biết là cái quyết định của mình như thế nào. Anh sẽ cân nhắc. Dạ. Nhưng anh hy vọng dù anh quyết định như thế nào đi nữa thì mình có duyên, mình gặp nhau, mình xem nhau như là bạn thì nó đã có một cái duyên rất là tốt rồi. Gặp nhau ở đây cùng tham gia chương trình này thì đó là một cái duyên, tại vì hàng ngàn người, tại sao là em lại gặp anh? Đúng. Em anh rất là trân trọng. Vậy. Em rất trân trọng. Sau khi cuộc nói chuyện với lại bạn Vi và bạn Trâm Anh xong thì mình cảm thấy là bạn Vi có một cái khoảng cách với mình, do là mình thì có cái tật xấu hút thuốc mà bạn Vi thì bạn không thích điều đó. Còn bạn Trâm Anh thì mình cảm nhận là cái sự chân thành của bạn và bạn có cái sự thẳng thắn và có cái lập trường rất là vững. Bây giờ mình quyết định sẽ tặng bông này cho bạn. Chào hai em. Thì sau một ngày trải nghiệm, anh cảm thấy rất là vui khi được tìm hiểu hai bạn, rất là thú vị. Thì bây giờ anh phải đưa ra quyết định của mình. Thì trong hai bạn, anh sẽ chọn ra một người để làm bạn. Nên bông hồng vàng này thì anh xin phép tặng cho bạn. Vì em cũng không có ngạc nhiên cho lắm, tại vì em nghĩ khi mà em đọc profile của anh thì em thấy anh với em họ cũng khá nhiều.
Nhưng mà khi đi thực tế thì em thấy như em với anh có khoảng cách sâu, anh với chị thì hiểu rõ hơn, nên em có thể là em dự đoán trước cái bản này phần nào. Dạ. Không, nhưng mà anh á, anh vẫn cảm ơn Vy ngày hôm nay đã đến đây trải nghiệm cùng anh. Dạ. Và cái sự góp ý của em về cái tật xấu của anh á, thì cái điều đó là anh rất là cảm ơn. Anh sẽ cố gắng để mà anh giảm cái tật xấu của mình lại. Dạ, đúng rồi. Anh cảm ơn em nha. Dạ. Hay không? Hạnh phúc không? À, em cũng chúc nhà hai người là sẽ có một cái kết quả rất là mỹ mãn. Cảm ơn em. Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách, nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai. Ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình. Chào em. Thì trong một ngày hôm nay, anh với em cũng đã trải qua nhiều hoạt động với nhau. Anh cảm thấy rất là vui, và em là người mà anh cảm thấy phù hợp nhất với anh. Thì anh không biết là em có sẵn sàng đón nhận cái tình cảm của anh hay không. Thật sự thì ngày hôm qua lúc mà đọc profile của anh thì em đã thấy là em và anh có rất nhiều cái điểm chung với. Và ngày hôm nay lúc mà gặp anh và chơi những hoạt động ngoài trời cùng nhau thì em đã chắc chắn là em rất hợp với anh. Em cảm thấy là anh có rất nhiều sở thích, rất nhiều điểm quan điểm hoặc là suy nghĩ cũng khá là giống nhau. Thì em rất mong là mình sẽ có một cái gì đó tiến triển hơn. Em rất vui vì hôm nay. Anh thì cũng có món quà nhỏ tặng em. Anh mong rằng em sẽ luôn ngọt ngào như cái phong sô-cô-la này. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cũng có một món quà nhỏ tặng cho anh. Thì hôm qua lúc mà em đọc profile thì em thấy là anh là một người rất đọc sách. Thì em cũng là một người thích đọc sách. Thì em mong là nó có hữu ích đối với anh. Anh cảm ơn em. Cảm ơn anh. Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Trời ơi, sao hấp dẫn vậy trời, dễ thương quá. Nhưng mà cũng phải cảm ơn bạn Thúy Vy rất là nhiều, rất là thẳng thắn. Mà em nghĩ có bạn ấy cũng là một màu sắc rất là khác so với cả hai bạn còn lại. Hơi tiếc với bạn ấy, nhưng mà cái câu bạn ấy chào thì em thực sự thấy bạn ấy rất là dễ thương. Có nghĩa là thật sự là Vy ơi, Vy hãy tự tin lên. Vy rất là dễ thương, rất là duyên dáng, rất đáng yêu. Rất theo với chị Tường là Vy là một cái người mẫu người vợ mà hiện giờ nhiều người đàn ông đang tìm kiếm đó. Có thể là đối với Tùng thì là Vy chưa có phù hợp thôi, nhưng mà biết đâu chương trình này phát sóng lên rồi rất nhiều chàng trai sẽ tìm đến Vy. Chúc Vy sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình nha. Còn riêng bạn Khâm Anh với bạn Tùng thì trời ơi, nóng quá hot. Hai bạn trẻ này rất là cuồng nhiệt trong tình yêu đây, và chắc chắn hai bạn này bên cạnh nhau thì sẽ có những cái cuộc hẹn hò, sẽ có những câu chuyện tình yêu rất là thú vị và nóng bỏng. Ngọc trai hay nãy giờ tại vì đa phần á, từ bây giờ cho tới khoảng chừng tháng 2 tháng nữa đẹp lắm, nhưng mà tự nhiên cái em chợt nhớ tới một câu hát mà là nó khá là ứng với lại đa số những cuộc tình mà nó mới chớm nở. Cái bài Dĩ Vãng Nhạt Nhòa đó anh. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chứ đâu biết dòng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Tới lúc mà là các bạn gặp sóng gió đi, thì lúc đó là các bạn mới tự trả lời cho mình được biết đó là liệu rằng cái sự chọn lựa này là đúng hay không, hay đó chỉ là một cái mốc son trong cái công cuộc tìm kiếm một cái gia đình của các bạn thôi. Đây là lời chia sẻ của một thanh niên đã trải qua biết bao nhiêu cuộc tình và đổ vỡ hết toàn bộ. Bản thân em thì em nghĩ là rất là thú vị khi mà chúng ta có được nhiều cái sự lựa chọn, dù là bạn hay là trở thành người yêu, thì nó cũng rất là có ích. Tại vì cảm xúc mà, nếu mà mình sợ cái này, mình sợ cái kia, mà mình không mở lòng mình ra thì biết khi nào mà người ấy đến.
Cùng thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã khép lại và xin được cảm ơn Ngọc Trai cũng như là Yumi đã đưa ra được nhiều góc nhìn rất là đa chiều về cách tiếp cận tình yêu của các bạn trẻ, và chúc cho các bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc. Và đương nhiên, có những bạn trẻ nào muốn tìm kiếm cơ hội mới trong tình yêu để có thể thoát khỏi kiếp độc thân thì hãy đến với Lucky Me Yêu Là Chọn vào tuần sau vào 20:30 trên kênh HTV7. Chúng ta sẽ gặp gỡ chuyến hành trình tiếp theo đến từ sự dẫn dắt của bà Mai Mối Cát Tường. Chào đón xem câu chuyện tình này sẽ thú vị ra sao. Và quý vị nhớ nha, nếu như bỏ sót tập nào thì quý vị có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.